Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với cái chủ đề đó nhé. Làm thế nào mà chúng ta để bán những khóa học online của chúng ta mà chúng ta không cần phải đổ hàng đống tiền cho quảng cáo mà chúng ta bán là rất là nhiều đó. Thì cái video này mình sẽ chia sẻ các bạn này những cái cách và những cái case study cụ thể, tức là những cái dự án cụ thể nó chi tiết thì chúng ta có thể học, chúng ta có thể áp dụng được vào cái dự án của chúng ta. Ok, đầu tiên mình sẽ đưa lên bốn cái cách chính đó, bốn cái cách chính mà rất là hiệu quả đấy. Đầu tiên là tối ưu về SEO, cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng những nền tảng khóa học online, cái số 3 là tận dụng các nhóm trên Facebook, và số 4 đó như là cộng tác viên hoặc là cái chương trình đối tác, chương trình affiliate. Chúng ta cùng đi với nhau đến cách đầu tiên, đó là tối ưu SEO. Tối ưu SEO các bạn hiểu đơn giản thôi, không cần phải quá máy móc. Chúng ta hiểu đơn giản là tối ưu SEO là các bạn đưa cái nội dung của chúng ta lên trên top cao của Google hoặc là của YouTube hoặc là của các nền tảng. Đa số chúng ta sẽ sử dụng hai nền tảng đó. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn này để chúng ta hiểu đấy. Ví dụ như là bạn có một khóa học về thiết kế web chẳng hạn này, thì khi học viên search đúng không, là cách này, ta website chẳng hạn này, học viên tìm kiếm từ khóa này, thì đấy như các bạn để thấy này, học viên tìm kiếm từ khóa này nó học viên thì thấy ngay một cái video chẳng hạn này hướng dẫn về cách tạo web đó. Thì đây là một cái video của mình chẳng hạn đấy, thì làm sao nhá đưa những cái nội dung chúng ta lên trên top của Google như thế này, thì đó là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đó, tối ưu hóa trên Google, trên YouTube đó. Thì mình sẽ có những cái bài học hướng dẫn cụ thể chi tiết các bạn về cái phần này đó. Chúng ta lấy những cái case study nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là Masterclass. Đây là một trong những cái trang web đào tạo về học trực tuyến nó, nhưng mà có đi một cái thị trường rất là ngách theo một cái hướng rất là tuyệt vời, đó chính là những cái khóa học đào tạo trực tuyến được đào tạo bởi những cái người vô cùng là nổi tiếng. Đấy, như bạn thấy đây toàn những người nổi tiếng trên thế giới, nó những cái siêu đầu bếp nổi tiếng cụ thể trong từng lĩnh vực đấy, thì bạn để học được tất cả những cái đây ví dụ như là tất cả những lĩnh vực học về thể thao chẳng hạn này, nó sport này, thì bạn sẽ học được thể thao từ những cái người mà next chẳng hạn đó, từ những người nổi tiếng đấy, toàn những người top đầu này đó, học từ cả Serena Williams top 1 thế giới về đánh tennis đó, thì đây là một cái ngách. Và Masterclass này chiến lược rất thông minh là chiến lược về SEO, đưa những cái từ khóa lên trên top, và các bạn có thể cài thêm cái công cụ SimilarWeb vào trong cái trình duyệt của bạn, bạn click vào đây để bạn xem được. Đó là một lượng truy cập là nha, hàng tháng lên đến khoảng 10 lượt, 10 triệu lượt truy cập, và chủ yếu nhé đến từ search, tức là đến từ tìm kiếm ấy đó, đến từ SEO. Thì đó là Masterclass đó. Ở Việt Nam có một cái mô hình học theo cái này, đó chính là Top Class này đó, cũng mới ra đời. Các bạn để thấy khá là giống nhau đúng không, thì cũng học những khóa học trực tuyến, học từ những người thành công nhất trong lĩnh vực, ví dụ như là học hát thì từ Hà Hồ này, học khởi nghiệp thì từ anh chủ tập đoàn VNG đó, Vinagim đó. Thì đây là một cái xu hướng rất là hay, đó là học những cái nền tảng thành công trên thế giới và mang về Việt Nam đấy, như các bạn thấy đó, như YouTube ở của Top Class này đấy, thì các bạn để đấy chúng ta xem mô hình thành công trước YouTube của Masterclass ở trên thế giới, nó có 83.000 người, 830.000 người đăng ký, và những cái video quảng cáo này, những video top lên đến mười mấy triệu người đăng ký. Ví dụ như đây là một cái đầu bếp nổi tiếng top 1 thế giới đấy, quảng cáo về cho Masterclass của bạn đấy, rất là tuyệt vời đúng không đó. Thì đó là cái cách đầu tiên là chúng ta tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ở trên, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ở trên Google và trên YouTube đó, là một cái hướng đi rất là thông minh. Và một cái bài học là các bạn có thể học những cái dự án thành công trên thế giới mà chúng ta có thể mang về Việt Nam, ví dụ như là Masterclass cực kỳ thành công trên thế giới và mang ở Việt Nam, đó là Top Class cũng mới ra mắt, nhưng Top Class mình nghĩ là bán được khá là tốt. Đó là cái cách đầu tiên là chúng ta tối ưu hóa cái công cụ tìm kiếm để chúng ta có thể bán hoa hồng ra mà không cần phải đầu tư tiền cho quảng cáo. Cách số 2 là chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng khoa học online, tức là những cái nền tảng đã có sẵn rồi, người ta chuyên như kiểu là một cái chợ ấy, là chợ để các bạn kinh doanh bán những khóa học của các bạn. Ví dụ như trên thế giới có Udemy này, thì đây là một trong những trang web về giáo dục trực tuyến nổi tiếng hàng đầu thế giới đó.
Thì ở đây nó sẽ tổng hợp tất cả những cái kiến thức từ kinh doanh, công nghệ đến học code, tất cả tổng hợp hết ở đây. Đấy, như các bạn thấy tổng hợp rất rất nhiều những khóa học. Đó. Thì những cái nền tảng này nó có thế mạnh là nó đã có rất lượng đông đảo rất nhiều những học viên có sẵn rồi. Tức là ví dụ như là chúng ta có một sản phẩm học ấy, chúng ta đây là những cái chợ rất đông người rồi, chúng ta chỉ cần mang thôi. Đó, và những cái chợ này thì nó có cái sự uy tín rồi. Đó, hoặc là như ở Việt Nam thì có Unica này. Như các bạn thấy mình trình bày vừa lấy giờ này đấy, thì những cái mô hình trên thế giới thành công ấy thì thường được các bạn ở Việt Nam mang về đấy, mô hình hóa lại đó. Thì trên này sẽ có những cái khóa học này, và ở đây thì đã có những cái uy tín thương hiệu rồi, và người ta có những lượt traffic truy cập rồi, các bạn thể cài công cụ Similarweb để bạn check được xem là cái web này thì 1 tháng bao nhiêu truy cập. Nó ví dụ như là Udemy này, 1 tháng này đó, hơn 100 triệu được truy cập, hơn 100 triệu được truy cập. Đấy, thì chúng ta quay trở về đến Việt Nam thì chúng ta để tham khảo Unica. Nó thì khiêm tốn hơn, nó 1 triệu được truy cập. Đấy, nhiều nhất là 1 triệu này, gần 1 triệu được truy cập. Đó, nhưng mà ở thị trường Việt Nam như thế này cũng là rất là thành công rồi. Đó, thì ví dụ như là của Udemy. Đó. Udemy thì có một trong những top giảng viên Phil Ebbler. Phil Ebbler thì đấy, số học viên này, mình có thể dịch cho các bạn thấy cái này nhé. Số học viên này đó, hơn 2 triệu học viên trên toàn thế giới đăng ký những khóa học của anh này. Và anh này anh đào tạo về này, đào tạo về Photoshop này, về AI này, đấy, Digital Marketing này, đào tạo về YouTube này, nó sản xuất những cái khóa học ở đây. Và trong năm 2020 anh chàng này đã tạo ra 1 triệu đô doanh thu từ việc bán những khóa học online. Còn này đâu, rất là tuyệt vời đúng không? Đó, như ở Việt Nam thì ở trên Unica thì một trong top giảng viên hàng đầu là cái chị Nguyễn Hiếu này đó, dạy về yoga và số lượng học viên con thấy cũng rất là tuyệt vời. 21 có 21 khóa học đó, có 21 khóa học trên này. Đấy, chia sẻ những cái kiến thức về yoga. Còn ở quốc tế thì có anh này đó, giảng viên được xếp hạng cao nhất, 2 triệu sinh viên đấy, 2 triệu sinh viên đăng ký đó. Thì chúng ta hoàn toàn để đem những kiến thức chuyên môn của ta đăng ký mang lên những cái sàn bán khóa học này để bán. Nó việc đăng ký thì cũng rất dễ dàng thôi. Ví dụ các bạn ở thị trường Việt Nam thì nó có phần trở thành giảng viên ở đây này. Đó thì các bạn này hoàn toàn thể đăng ký. Nó đăng ký trở thành giảng viên ở đây. Rất là dễ dàng thôi. Còn ở Udemy thì cũng bạn cũng đăng ký thôi. Có một số nền tảng ví dụ như là Edumon này, ở Việt Nam này, Kina này. Đó. Thì các bạn có kiến thức chuyên môn thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký và trở thành giảng viên ở đây. Rất là tuyệt vời đúng không? Đó, chúng ta đã biết được là cách số 2 rồi, là đăng ký và bán khóa học chúng ta trên những cái nền tảng đã có sẵn sự uy tín, đã có sẵn khách hàng rồi. Cái số 3 là chúng ta có thể tận dụng đấy, những cái group ở trên Facebook. Đó, các bạn xây dựng ra được những cái group quan tâm về những cái chủ đề gì, và các bạn có thể vào những cái group đó. Nó để bạn để tìm kiếm những cái học viên của bạn ở trong đó. Đó, thì Facebook rất là ưu tiên, như là một cái thông báo của Facebook năm 2019 ấy, Facebook rất là ưu tiên đối với lại nhóm. Và theo ước tính từ 2019 thì có hơn 10 triệu cái group ở trên Facebook, cái nhóm trên Facebook. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một số cái case thành công này. Ví dụ như là một cái case của Mastermind, nó giữa hai nhà huấn luyện nổi tiếng thế giới là Tony Robbins và Dale Gasiozin. Đấy. Thì một cái nhóm này, các bạn thấy số lượng thành viên này. Đó, 132.800 thành viên. Và trong này thì hai nhà huấn luyện này thì có một cái khóa học chung. Đó. Và sử dụng đây bán rất là tốt này, sử dụng cái group này, đó, sử dụng group bán rất là tốt, và cái doanh thu trong cái lần đầu tiên ra mắt ấy là 40 triệu đô la, 40 triệu đô la thì các bạn đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Đó. Thì các bạn có thể case là như này, chúng ta tạo ra những cái nhóm đấy, những cái cộng đồng, hoặc là đi tìm kiếm những cái cộng đồng có khách hàng, có học viên của bạn ở trong đó. Cái tiếp theo nhé, là chúng ta triển khai được đối với nhà chúng ta có những cái chương trình cộng tác viên này, Affiliate. Nó bạn xây dựng những cái website khóa học trực tuyến, và bạn có thể tích hợp những cái hệ thống cộng tác viên Affiliate cho những học viên này, hoặc cho những đối tác của chúng ta đi giới thiệu cho khóa học của chúng ta, và chúng ta sẽ nhận được hoa hồng. Thì mình lấy ví dụ này, như đây chẳng hạn này, một cái website của mình này, richardquang.com này, thì mình có một cái chương trình, đó là chương trình về 1 triệu website. Đó, thì khi người dùng đăng ký chương trình đối tác này và lấy cái đường link
đi quảng bá những cái sản phẩm dịch vụ trên website của mình, thì đối tác dịch vụ sẽ nhận được hoa hồng từ 2 đến 40% đó. Hoặc là đối với các bạn nào làm website về khoa học online chẳng hạn này, thì chúng ta có thể thêm cái chương trình về tiếp thị liên kết đối tác để đi giới thiệu khoa học của bạn đó. Thì mình có những cái video hướng dẫn rất chi tiết nhé, cách các bạn xây dựng những cái web học trực tuyến này như thế nào, và cách các bạn có thể tích hợp những cái hệ thống tiếp thị liên kết vào trong cái website khoa học chúng ta như nào. Đấy thì bạn để tham khảo những cái khóa học này ở dưới phần mô tả đó. Thì cái video này mình đã tổng kết cho bạn này bốn cái cách đó, bốn cái cách mà để chúng ta có thể bán khóa học ta. Một cái cách là hoàn toàn là không cần phải đầu tư tiền cho quảng cáo đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ về SEO, nó làm sao để khi các bạn search tìm kiếm những khóa học của bạn này thì khóa học của bạn nó sẽ lên trên top. Tiếp theo là chúng ta sẽ triển khai bằng những cái nền tảng khóa học, ví dụ như là Udemy này hoặc là Unica này. Đấy thì trên này nó có sẵn độ uy tín rồi, có sẵn học viên rồi, nó thì như kiểu là một cái chợ đã có rất nhiều khách hàng rồi, bạn chỉ cần mang hàng của bạn ra chợ thôi đó. Cách số 3 là chúng ta để sử dụng những cái group Facebook đó, ví dụ như là của Mastermind chẳng hạn này đó. Chúng ta xây dựng lên cái group hoặc các bạn tìm kiếm những cái group có cái học viên của bạn. Và cách số 4 đó là ta để tích hợp cái chương trình thiết bị kết vào lên cái website học tuyến của chúng ta đó. Và nếu bạn nào đang quan tâm cách làm một website học tuyến mà không cần biết lập trình và tích hợp luôn cái hệ thống thiết bị liên kết vào, thì bạn có thể tham khảo khóa học ở dưới phần mô tả, nó có hướng dẫn các bạn chi tiết cách để các bạn có thể tạo ra những website học tuyến và xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động bằng cách công việc kinh doanh những khóa học online của anh ta. Ok, thì cái video bài học này thì xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Chúc bạn thành công.